sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, nhân dân ta thường nói, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. Lời của người luôn mang tính giáo dục sâu sắc, giúp mỗi cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Hơn 20 năm trôi qua, công cuộc đổi mới đất nước đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên làm đầu tàu, gương mẫu trong lao động sản xuất, mà đảng viên Phạm Đình Kim ở thôn Đà Thành, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng là một điển hình. Cách đây gần 30 năm, ông Phạm Đình Kim cùng gia đình rời thành phố Đà Lạt đến với vùng kinh tế mới Đà Loan của huyện Đức Trọng để xây dựng cuộc sống mới. Thời gian đầu, ông chọn cây lúa làm nguồn thu nhập chính trong gia đình. Thế nhưng, nhận thấy thu nhập từ cây lúa còn hạn chế, ông Kim đã quyết định chuyển đổi sang trồng cà phê và rau màu để cải thiện thu nhập. Đến nay, gia đình ông đang canh tác 2,5 hectare cà phê và 1 hectare luân canh trồng củ cải, cà rốt, đậu phụng và hoa. Không chịu phụ thuộc vào những kỹ thuật canh tác đã lạc hậu, ông còn đầu tư thời gian học qua sách báo và những địa phương lân cận để nâng cao năng suất cây trồng. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu nhập gần 350 triệu đồng từ việc làm nông nghiệp. Cái cơ bản là một cán bộ về cán bộ hội nông dân thì mình phải xác định từ tư tưởng đó. Mà từ vấn đề này thì mình cũng phải ổn định cái vấn đề gia đình của mình. Là cái kinh tế của mình thì từ vấn đề mình sắp đặt được cái vấn đề kinh tế gia đình, là sắp đặt cho người trong gia đình mình làm những cái vấn đề làm ăn kinh tế tại những cái vườn rẫy của mình. Và mình cũng là áp dụng được một số cái khoa học kỹ thuật hiện nay. Thành thử là mình đưa ra những cái biện pháp để canh tác với những loại cây trồng để cho nó phù hợp với cái làm ăn kinh tế hiện nay. Thì đồng thời mình từ cái làm ăn kinh tế đó mình đã có một bước đà, thành thử ra mình làm với công tác xã hội nó cũng yên tâm hơn. Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng từ năm 2008, ông Phạm Đình Kim luôn ra sức phát huy vai trò đi đầu của một đảng viên trong lao động sản xuất, vận động bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng nông sản. Nhờ đó, ông đã được bà con nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ thôn Đà Thành và Chủ tịch Hội Nông dân xã Đà Loan. Tôi nhận thấy là đồng chí có một cái sắp xếp, một cái tư duy rất là tốt. Tốt vì sao? Vừa là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà hội giao cho, đảng bộ giao cho, rồi là vừa là coi là phát triển kinh tế gia đình. Đó. Thì hàng năm thì được huyện hội đánh giá là coi đơn vị coi là vững mạnh. Đảng viên Phạm Đình Kim còn là người đi đầu trong việc phát động các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương, vận động người dân vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Nếu như năm 2010, thôn Đà Thành có đến 270 hộ nghèo, thì đến nay con số này đã giảm xuống chưa đến 50 hộ. Để góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đảng viên Phạm Đình Kim còn là người vận động người dân đóng góp tiền của làm đường bê tông, bắt điện thắp sáng các tuyến đường nội thôn. Là Chủ tịch Hội Nông dân xã Đà Loan, thì mình cũng đem những cái phong trào, những cái kiến thức, rồi những cái các cái vấn đề mà các cái chủ trương đường lối chính sách của nhà nước mình áp dụng xuống để vận động bà con nông dân cùng là phát triển kinh tế, cùng là an sinh xã hội và cùng giữ vững an ninh quốc phòng tại phương. Vai trò của tổ chức đảng viên trong cái phát triển kinh tế xã hội, rồi đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, phải nói rằng là trong thời gian qua là thường trực thường vụ cũng như là ban chấp hành đảng bộ là đánh giá rất cao cái vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, của đảng viên, đặc biệt là cái lực lượng đảng viên ở các cái tổ chức cơ sở đảng ở các cái xã. Qua cái theo dõi của thường trực huyện ủy trong thời gian qua đó, thì phải nói rằng là thực hiện cái chỉ đạo, cái giao chỉ tiêu kế hoạch của huyện ủy thì các cái tổ chức cơ đảng có nhiều cái cố gắng và nỗ lực trong cái việc bồi dưỡng tạo nguồn phát triển. Nhiều năm liền được nhận bằng khen nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là động lực để đảng viên Phạm Đình Kim ra sức cống hiến, trở thành tấm gương sáng để các con cháu và người dân noi theo, góp sức vào sự nghiệp xây dựng đảng, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Song với hoạt động vệ sinh môi trường,
cây xanh và hoa cũng được các công nhân tổ chức bày biện trang trí đẹp mắt, chăm sóc kỹ càng, thường xuyên, nhằm duy trì vẻ đẹp rực rỡ của thành phố ngàn hoa, làm hài lòng du khách đến tham quan và thưởng lãm.